Rồi chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách gấp cái hộp quà này. Tay con trai cho nên nó hơi luộm thuộm một tí. Mọi người xem và các bạn đại lý, các bạn nhân viên của các cửa hàng này chú ý xem và làm theo cách gấp như thế nhé. Để gấp được một cái đáy của cái hộp này này cho nó đẹp, cho nó đúng và nó chắc. Chứ nếu gấp sai là cái đáy này nó bung ra là coi như vỡ hàng của khách là không được. Mà nếu mà các bạn mua ở cửa hàng á thì nhân viên của cửa hàng sẽ gấp cho các bạn. Còn nếu mà các bạn mua, có nhiều khách mua nguyên cả thùng á thì về tự gấp. Thì cách gấp nó phải đúng kỹ thuật, chứ nếu mà không đúng kỹ thuật thì cái đáy nó sẽ bị bung. Rồi bây giờ em tới gần đây anh. Đây, khi mọi người nhận được thì cái hộp nó đang dạng như thế này để tiện vận chuyển. Bắt đầu mọi người nhấn hai bên này cái là nó vuông lại này. Rồi bắt đầu bước thứ nhất, tất cả các cái đường gập ở trong này là đều được cán một nếp gấp rồi. Mọi người chỉ cần gấp lại rất là dễ thôi. Đầu tiên là gấp phía bên này này, đầu phía bên này gấp xuống. Rồi sau đấy cho hai bên hai khóa này, đến lượt hai khóa này cho nó vào đây. Đấy, bên này vậy, nâng lên một tí để cho nó vào rồi hạ xuống. Đấy, rồi bây giờ đến cái bên này là sau cùng này. Đấy, gập lại đây, gập một đường ở đây và nhét nó vào đây. Lúc này á, đặt lòng cái tay vào trong này và nới cái này ra cho nó dễ vào. Đấy, rồi bắt đầu ép các cái góc này cho vuông. Video này hướng dẫn cho các bạn của nhân viên, các đại lý mà kinh bạn đang bán hoặc là kinh doanh nước mắm chân thật của nhân thủy. Đấy, như thế này là rất là đúng kỹ thuật này, đúng yêu cầu và đúng chuẩn luôn này. Đấy, cứ vuông như thế. Rồi bắt đầu cho hai chai vào đây. Một chai. Hai chai. Đấy. Để tránh va chạm thì mỗi đơn hàng, mỗi thùng hàng đều có kèm theo cái miếng vách ngăn ở giữa hai cái hộp quà này, giữa hai cái chai. Rồi ở phía trên này mọi người gấp nhấn cái này xuống, nhấn hai cái dài hai cái ở bờ giữa này xuống. Sau đấy mở cái này đi. Đấy, cái này bỏ đi. Rồi khóa nó lại. Bên này cũng vậy. Đấy, bỏ cái này đi. Rồi như thế này là đảm bảo yêu cầu nhé. Đó. Đây, cái đáy của hộp rất là chắc chắn. Bên Toàn và công ty sản xuất cái hộp này đã test trọng lực của từ cái quai này cho đến cái đáy này là rất là chắc chắn rồi, đi khắp nơi rồi. Trường hợp mọi người treo xe máy thì không treo được, nhưng mà cần thêm một cái túi nữa. Nhưng mà còn xách tay như thế này thì đi khắp nơi. Toàn cũng đã test rồi, xách như thế này đi khắp nơi không có vấn đề gì hết. Đấy, rất là chắc chắn nhé, mọi người cứ yên tâm. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhé. Nhớ ủng hộ Nhân Thùy nhé, nước mắm chân thật Nhân Thùy. Rồi, xin cảm ơn nhé. Đấy, kẹp chưa? Đó, ok.